Chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn nội dung tiếp theo, đó là cách định dạng tỷ lệ dim trong bản vẽ. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình, ở đây chúng ta có 3 hình, một hình là 6m 2m, một hình là 2m x 2m, một hình thứ ba là 500 x 500. Nếu chúng ta dùng một tỷ lệ dim thì đối với hình số 3 thì tỷ lệ dim lớn, test của dim lớn gần màn hình như trong bản vẽ này thì bắt buộc ta cải thiện và ta phải làm sao cho mỗi hình phải có một tỷ lệ dim nhất định. Đó là nội dung của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chính. Các bạn mở một file AutoCAD mới lên để định dạng kích thước trong bản vẽ AutoCAD. Thì ta vào thanh dimension style. Ở trên thanh công cụ này ta nhập vào lệnh D, enter. Bảng thông số này xuất hiện thì các bạn phải lấy tiêu chuẩn ISO 25. Để lấy được tiêu chuẩn ISO 25 này, các bạn vào, các bạn kích vào biểu tượng có chữ A, vào New. Đó, như bảng này xuất hiện thì các bạn chọn vào mục này AutoCAD ISO .DWT, bấm OK. Bảng này xuất hiện, mình tắt lưới, chỉnh đơn vị về mili. Ta nhập lệnh D là lệnh để xuất hiện cái bảng thông số định dạng kích thước. Mục đích của buổi học ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh chiều cao chữ. Thứ hai là cách tạo đường giống. Thứ ba là cách tạo đường đo kích thước. Các bạn bấm vào New để định dạng một cái tên đo kích thước. Ví dụ mà mình đây thì mình sẽ tạo tỷ lệ 1/10, tỷ lệ không gạch ngang dim gạch 10. Mục đích của mình nhập số 0 ở trước là để khi mình tạo cái file, cái tên kiểu dim này, cái file đó sẽ xuất hiện ở đầu dòng, mục đích giúp chúng ta tìm dễ dàng hơn. Đây là mình nhập kiểu dim một tỷ lệ 1/10, mình bấm continue. Mình vào một
nhiều bạn hướng dẫn trên YouTube thì chính từng một ví dụ lần like tới Symbol and Rail test rồi tới fix, nhưng riêng mình thì mình đầu tiên vô thì mình làm ở mục test trước. Ở mục test này thì có các thông các mục bạn cần nhớ nhớ là ở chỗ test style. Ở mục này thì mình chọn kiểu chữ. Phông chữ thì mình khuyên các bạn là chọn phông chữ Arial. Phông chữ này theo tiêu chuẩn của quốc tế nên khi các bạn vẽ bản vẽ gửi cho khách hàng khi hoặc trong quá trình học tập thì khi gửi qua mấy người khác thì cái phông chữ này nó có sẵn rồi, khi đó tất cả máy nào cũng mở được. Mình chọn Arial. Ở mục 2 này thì mình để im, không nhập cái gì hết. Ở mục số 2, Width Factor là độ co giãn của chữ. Đây mình để mặc định là 1. Đây mình kích vô, mình để là test đi. Ok. Bấm set current. Bấm cái lon. Ở mục này mình xôi xuống mình chọn test đi. Ở mục test color này, test màu của chữ thì các bạn nên chọn màu. Theo mình chọn là màu đỏ. Mục đích của cái định dạng kích thước này thì mục đích cuối cùng là để khi ta điêm kích thước ra thì kích thước được thể hiện rõ ràng nhất, nên mình khuyên các bạn là chọn màu dễ nhìn nhất để giúp chúng ta điêm bản vẽ ra nhìn dễ dàng hơn. Còn ở mục Fill Color này thì mình thường chọn là Null. Ví dụ nếu các bạn chọn Yellow thì cái phần mục này, mục của chữ được tô thành màu vàng. Đó, mình phóng to lên các bạn dễ nhìn thấy này. Cái định dạng màu vàng này, định dạng màu vàng này thì làm trong công vị làm chúng ta bị rối, khó nhìn hơn. Thường mình chọn là chọn luôn. Test 2 là chiều cao chữ mình để mặc định là theo ISO là 2.5, là khi các bạn in bản vẽ ra thì các bạn đo kích thước này, chiều cao của chữ này đúng 2.5. Mình xuống tiếp mục thứ hai là test placement. Đây là định dạng phương chiều của chữ. Ví dụ ở vertical này mình chọn là above, là kiểu chữ mình lúc nào cũng nằm trên đường đo kích thước. Mục center thì test nằm ở giữa đường đo kích thước, outside thì nó nằm ở trên. Ở mục này thì các bạn nhớ là chọn cho mình là above, là chữ luôn luôn nằm trên đường đo kích thước.
Ở đây thì mình để center, chữ luôn nằm ở giữa đường đo kích thước. Một offset from dim light là cái khoảng cách của chữ từ từ đường 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 đo kích thước. Đây mình sẽ mở cái đây cho bạn dễ hiểu hơn nè. Đây chính là offset from dim light, là khoảng cách của chữ so với đường đo kích thước ở mục này. Còn một test alignment là cái phương của cái chữ sẽ nằm theo cái đường đo kích thước. Ví dụ ở mục này thì horizontal là chữ luôn nằm ngang so với đường đo kích thước. Ở mục này thì giúp chúng ta dễ nhìn, nhưng mà thực tế nếu mà để in ra bản vẽ gửi cho khách hàng thì nhìn nó không chuyên nghiệp, nhìn cách trình bày của tôi, nếu mà để dài thì cách trình bày không chuyên nghiệp lắm, nên các bạn thường để cho mình là ISO standard, là chữ này luôn luôn nằm song song với đường đo kích thước. Ở mục test này thì mình hướng dẫn cho các bạn nhớ cho mình là cách nhất là ở cái mục mèo này thì mình sẽ chọn mèo sáng, mèo nổi hơn tí để mình nhìn kích thước dễ hơn. Thứ hai là chỗ này mình chọn above, vertical chọn above. Thứ ba là chọn mình, các bạn nhớ chỗ offset from dim light. Thứ tư là nhớ là ISO standard, là kích thước luôn luôn chữ nằm luôn luôn nằm song song đường kích thước. Bây giờ mình qua tiếp mục số 2, mình xong một test là mình ra tiếp mục số 2 là symbol on ground, là mình chỉnh về dấu mũi tên. Ở mục first là mũi tên đầu tiên, mình thường chọn mục này Obliver. Mũi tên thứ hai thì các bạn cũng chọn giống như mũi tên thứ nhất. Ở mục leader này là cái dấu mũi tên đó các bạn, ví dụ ghi mà chú thích là dấu mũi tên chú thích hay dấu mũi tên chỉ dẫn. Đây mình sẽ mở hình lên để các bạn nhìn hiểu hơn. Đây chính là cái dấu mũi tên này ghi chú này. Ở mục này các bạn để dấu mũi tên nhé. Còn ở mục around size là độ lớn của mũi tên, mình thì để theo ISO mình để 2.5. còn mục số 3 là còn mục center max. Đây là ví dụ các bạn nhìn trên bảng thông số này, ví dụ ta đến null thì nó sẽ không xuất hiện cái dấu đường tâm này nữa. Nó chọn max thì nó sẽ xuất hiện ở tâm. Line
mục chính giống mũi tên này, các bạn nhớ cho mình là mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên ghi chú, độ lớn của mũi tên. Còn ở mục center mask là chọn mask, khi các bạn ví dụ đêm kích thước vòng tròn thì nó sẽ xuất hiện cái tâm ở đây, chúng ta đo dễ dàng hơn. Giờ mình sẽ đi qua tiếp mục số 3 là mục line. Ở mục line này là chúng ta sẽ đi hai nội dung chính là thiết lập đường giống, thứ hai là thiết lập đường đo kích thước. Ở mục dimension line này thì nói là mục này là thể hiện đường đo kích thước. Ở mục color này là đường đo kích thước thì mình khuyên các bạn nên để là màu, ví dụ chúng ta ít dùng, thứ hai là màu tối, để nếu chúng ta để màu sáng quá thì sẽ gây ảnh hưởng, ví dụ sáng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến chữ màu sáng rồi đường đo kích thước màu sáng nữa thì chúng ta nhìn nó rối, trong phân vị nhìn rối thì mình chỉnh lại. Các bạn vô mục select color, ở đây các bạn có thể nhập, ví dụ mình thường làm thì mình chọn màu 109 đó, đường màu xanh này nó nhìn nó tối hơn, tối cái càng dễ nhìn chữ cái thước hơn. Ở mục line type này thì các bạn chọn cho mình là bilayer, đây là kiểu đường này. Còn mục line way ở này các bạn chọn là cho mình là 0.05 mm, là cái đường các bạn chọn nó nét mạnh nhé. Cùng mục extend beyond thick, mục này thì mình sẽ mở hình này lên sẽ nói cho các bạn dễ hơn. Extend beyond thick đó là khoảng nhô ra của đường kích thước so với đường giống, là khoảng cách nhô ra này, đó là chính là một extend beyond thick. Cái này các bạn để cho mình là mình một đi, như các bạn nhìn màn hình này đó, khi đó khoảng cách nó sẽ ở đây này, cái hai đó khoảng cách nó sẽ dài hơn thì các bạn, nhưng mà mình thường thì để một. Còn một baseline spacing đó là khoảng cách giữa hai đường kích thước liên tiếp. Mình cái đây thì các bạn để theo mặc định của ISO 375. Còn ở chỗ mục này subtract là nhất là các bạn bỏ, ví dụ mình kích vô dim line 1 đó là sẽ bỏ kích thước, bỏ cái một đường giống này, rồi kích dim line sẽ bỏ đường thứ hai, nếu ta kích chọn hết thì nó sẽ bỏ, nó chỉ để lại là cái đường đo kích thước sẽ mất, chỉ còn lại chữ kích thước thôi. Mục này thì các bạn tùy theo bản vị các bạn chọn cho thích hợp hơn, riêng mình thì mình sẽ bỏ tích 2 này. Ở mục
Số 2 này extension line. Một này là thể hiện đường đường giống, hai đường giống này. Hai đường giống màu trắng này. Ở một color thì các bạn cũng chọn select color. Các bạn nhập lại 109. Ok. Đó. Cái chọn mục lifestyle đây, các bạn chọn là by layer cho mình. Thứ hai là chọn by layer. Lightweight là các bạn chọn cho mình là 0.05 mm. Khi mà ta điểm kích thước á, cái đường nét này nó mắn sẽ ví dụ nhìn bằng vỉa ta nó rõ ràng và nó chi tiết hơn. Nếu chúc các bạn dùng chọn cái nét lớn quá, chiều dày của nét lớn quá thì nó sẽ to bằng với cái đường nét mà ta vỉa hình ra, giúp các bạn điêm băng vỉ hoặc thế dùng băng vỉ nhìn khó nhìn không. Mình thì chọn 0.05 mm. Ở mục sub breadth này nó cũng giống như một trên này thôi. Ví dụ các bạn bỏ chọn ở đây thì đường giống thứ nhất sẽ mất đi. Ví dụ các chọn tiếp thứ hai là đường giống thứ hai sẽ mất đi. Mình thì mình bỏ tiếp hai cái này. Ở mục extend beyond dim line này là cái khoảng mà khoảng nhô ra ngoài này đường giống này nhô ra khỏi cái đường đo kích thước này. Mình sẽ mở cái này cho các bạn nhìn rõ hơn này. Đó chính là cái này, cái chỗ mình khăn mai này là extend beyond dim line. Còn ở mục này thì mình chọn 1.25. còn offset from origin là khoảng cách từ chân đường dim đến hình mình vẽ này, là khoảng cách thở này. Cái này chọn 1 đi và mình mở hình lên cho bạn nhìn dễ hơn này. Đây đúng là cái hình mình con mai này là offset from origin. Các bạn để cho mình một nhé. Giờ mình sẽ đi qua tiếp cái phần là một thiết này. Một thiết này các bạn chú ý cho mình là các bạn sẽ chọn cho mình một này là onway keep test bed quen X-line. Là cái này là sẽ ví dụ khi mà chữ kích thước ta lớn so với cái đường giống này thì chữ chúng ta luôn luôn nằm trong đường giống này. Mình sẽ mở ra cho các bạn dễ hiểu này. Đây. Đây chính là cái này. Ví dụ khi ta điêm từ cạnh này đến tâm lỗ này thì khoảng cách là 32, nó quá nhỏ. Nếu mà chúng ta không bấm onway keep test bed quen thì cái chữ này sẽ nhảy qua bên này hoặc nhảy qua bên này. Nếu mà một con vỉ thì không nói, nhưng mà nếu nhiều con vỉ thì các bạn phải chỉnh rất nhiều, hoặc nó sẽ nằm trùng lên chữ này. Mục đích của cái mục này là như vậy. Các bạn nhớ mình mục này, thích chọn mục này. Còn ở mục này các bạn chọn mục này nhé. Khi cái mục này là mục đích của nó là khi bạn để mình mở cái ra mình sẽ chúc mình sẽ thực hiện các bạn nhé. Là khi ta đo kích thước đường tròn thì cái đường đo kích thước này có thể xây theo hình vỉ, xây bất cứ theo phương nào ta mong muốn. Đó là mục đích của này. Còn các bạn chọn mục này thì khi ta điêm ra thì nó chỉ nằm cố định thôi, nó nằm thẳng một đường rồi không di chuyển được. Còn cái mục số 2 này khi ta điêm thì nó nằm
cố định, nhưng mà cái đường chiều dài của nó thì chỉ mình kéo dài là được. Các bạn chọn một, các bạn nhớ cho mình hai mục quan trọng này nhé: Always keep test bed plan. Giờ mình còn mục số 3 này, các bạn nhớ là cái này là tỷ lệ quang vị, tỷ lệ scale. Ví dụ nãy mình các bạn chọn là ở tỷ lệ 1 10 thì ở mục này là các bạn nhập cho mình số 10. Các bạn nhớ mục này nhé. Số 10 là tất cả cái số này sẽ nhân lên, ví dụ nhân lên cho chiều cao chữ là 2.5, nhân lên cho mục này để sao là cái băng vị tỷ lệ mình 1:10 là sao cho thích hợp nhất. Mục này nó sẽ nhân lên nữa, các bạn nhớ cho mình mục này onway, thứ hai là mục scale này, thứ ba là mục này. Ở mục số 5 này thì Primary Unit là cái này là chính chính chữ số thập phân với sao này. Đối với ngành xây dựng hoặc mấy ngành nó đòi hỏi tỷ lệ chính xác không cao lắm thì các bạn làm tròn cho mình về không. Ví dụ mục này, ví dụ các bạn 4.55 thì nó sẽ làm tròn lên 5, hoặc 4.4 thì nó sẽ làm tròn về 4. Còn đối với ngành cơ khí chính xác thì các bạn tùy theo băng vị hay tùy theo thiết kế thì các bạn có thể chọn, ví dụ có nhiều số 0 với sao, nhiều phẩy với sao để các bạn gia công chính xác hơn. Mình xây dựng thì chọn làm tròn không. Ở mục này thì prefix này là ví dụ là tiền tiền tố này, mục xuất phát là hậu tố này. Ví dụ các bạn nhầm chữ R thì chữ R sẽ nằm trên chủ chữ chữ đo thước này, hay các bạn nhập tiếp chữ T đi, đó sẽ nhập lên ở mục này nhớ. Đó, mục này thì các bạn nhớ cho mình ở mục này chỗ chính làm tròn. Còn hai mục này thì thường là cơ khí, các bạn thường quan tâm hai mục này. Ví dụ ở mục này thì các bạn chỉnh, ví dụ chỉnh về đó, khi mà bên cơ khí thì các bạn khi mà gia công thì ví dụ các bạn muốn cái cạnh này dung size cho phép bao nhiêu, ví dụ cộng trừ một hay cộng trừ bao nhiêu đó thì các bạn thể hiện đây, đó là chính dung size cho phép này. Bây giờ các mục này thì mình sẽ chỉnh, mình chấm xong hết rồi thì mình bấm OK. Đó, mình bấm chọn mục này, bấm vô New, mình chỉnh lại. Giờ mình chỉnh lại tỷ lệ, muốn chỉnh lại tiếp tỷ lệ khác thì mình chỉ bấm cái này thôi. Ví dụ mình xóa cái này đi, đó cái đó mình để tỷ lệ là ví dụ 20 25 đi, 25. Mục này thì các bạn để im đi, bấm continue. Đó, ở mục này các bạn chỉnh cho mình là 25. OK, check current. Tiếp tục là các bạn chỉnh là 50, bạn chọn vô. Continue. Cái này bạn nhập là 50 vô. 50 để nó nhân nhân tỷ lệ lên cho phù hợp với cái tỷ lệ mình chọn. Đó, OK. Securing. Tỷ lệ 100 thì bạn bấm vô, bấm New tiếp. Bỏ vô đây đi. Bạn nhập 100 vô. Đó, continue.
100 nhiều. Ok. Security. Các bạn trên xong nhớ bấm Security nhé. Security để là nó sẽ lưu cái bán này lại. Bán hiện hành này lại. Hiện tại bấm ok. Bây giờ mình sẽ vẽ hình để mình dim với nhiều tỷ lệ nhé. Các bạn theo dõi này. Mình sẽ vẽ là hình chữ nhật, ví dụ đó là 6m phải 2m, vẽ 3 hình để ứng 3 tỷ lệ, chọn là 1m phải 1m. Enter. Đang nghĩ là 300 phải 300. Đó, mình có 3 hình này. Đối với hình lớn này thì mình sẽ chọn tỷ lệ là dim là 100. Mình sẽ dim. Các bạn cắt 2 lần nhé. À, ở mục này thì mình nãy mình chưa bỏ cái này nó ra chỗ dung sai cho phép. Bây giờ để mình chỉnh lại. Này chọn luôn. Ok. Security. Này chọn luôn. Ok. Security. Một ngày chọn luôn. Ok, Security. Một ngày chọn. Ok. Nun. Ok, Security. Đó. Bây giờ dừng. Không tiếp tục lên. Đó. Ví dụ tỷ lệ 1 100 này các bạn chỉ đo với cái hình này thì các bạn dùng tỷ lệ 1 100. Còn đối với hình này thì các bạn chọn với tỷ lệ 1 50. Sao cho nó phù hợp, ví dụ trình bày nó băng vĩ phù hợp nhất. Còn đối với hình nhỏ này thì các bạn dùng tỷ lệ 1 10. Các bạn lệnh đổi lệnh tắt này thì mình đã hướng dẫn video tiếp theo. Ví dụ lệnh đo kích thước tổng thể này mình bấm, nếu mà không chỉnh thì bấm DLA. Giờ mình chỉnh lại thước DS để mình thao tác nhanh hơn. Đó, 300. Bây giờ mình sẽ dùng vị tiếp hình tròn, ví dụ là nhập D 500. Enter. Đây chính là cái mục nãy mình nói là cái đường đo kích thước này có thể xây theo ta mong muốn. Đó, 500. Bây giờ các bạn chỉnh, các bạn đã thiết lập cái thông số là tỷ lệ, định dạng tỷ lệ, thì bây giờ các bạn sẽ lưu file lại. Các bạn bấm Save As. Ở mục này thì các bạn nhớ chọn cho mình là AutoCAD Drawing Template này, DWT này. Ok. Các bạn lưu lại là, ví dụ lưu là các bạn nhập số 0 trước cho mình nhé. Ví dụ là bán vẽ chuẩn. Đó, lưu file này lại. Các bạn bấm ok. Mục đích là khi để ta lưu lại cái file này, khi ta vẽ lên thì ta chỉ cần mở file này lên thì các bạn khỏi mất công chỉnh lại lần tiếp theo. Và điều cuối cùng mình nữa là mình nội dung tiếp theo của mình nữa là
Nếu mà các bạn lưu như vậy thì khi mà định dạng, khi mà máy tính ta cài lại Win, hay ví dụ máy tính lỡ trục trặc sự cố thì khi mà các file này sẽ mất, nên các bạn lưu cho mình tiếp một file dự phòng. Các bạn bấm Save và Add, các bạn lưu vô ổ D đó, các bạn về chuẩn ở mục này, các bạn chọn là AutoCAD 2007, AutoCAD 2007 đó, để tránh trường hợp khi mà máy ta bị cài lại Win hay đó thì chỉ bắt bạn hẹn các bạn vào video tiếp theo.